giảm giá lên tới 50% các đầu sách duy nhất trong ngày 4 tháng 4. Đừng quên truy cập nhà sách Spyroom trên Shopee nha. Đây là bài viết Để tiếng Anh thôi là ác mộng của tác giả Tề Gia Đại Thánh. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trong suốt 12 năm mòn đít nhà trường, số lượng học sinh ghét môn tiếng Anh có khi bằng số lượng học sinh 3 môn toán, lý, hóa cộng lại. Có rất nhiều đứa học sinh khi trở thành sinh viên vẫn chật vật với môn tiếng Anh. Dù chuẩn đầu ra hiện tại ở hầu hết đại học chỉ là TOEIC 550 trên 990, nhưng nhiều người vẫn không đạt được. Quy đổi sang hệ IELTS thì tương đương khoảng 4.0 trên 9.0 điểm. Số điểm tối thiểu để bạn đăng ký du học là 7.5 điểm IELTS. Vậy nên lúc nào các trung tâm luyện thi tiếng Anh cũng đông kín mít. Nhưng mà tiếng Anh có thật sự khó đến thế? Mình nghĩ tiếng Anh khó, nhưng nó không khó đến mức nhiều người phải khổ sở học như hiện tại. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ một số nguyên lý quan trọng của tiếng Anh mà mình được học cũng như đúc kết từ trải nghiệm của bản thân. Nhờ đó, mình đã đạt IELTS 7.5 Academic trong lần thi đầu tiên. Hãy đi từng bước như khi chúng ta xây một căn nhà. Đầu tiên, đặt nền móng bằng thì. Khi bắt đầu bất kỳ một diễn đạt nào bằng tiếng Anh, thứ đầu tiên bạn nghĩ đến phải là thì, tense. Nói đến thì hẳn là ai cũng nhớ. Nó là một ngữ pháp căn bản để chỉ bản chất thời gian của câu viết hoặc lời nói. Tiếng Anh có 12 thì, chia làm 3 nhóm lớn theo dòng thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu thì là một ngữ pháp căn bản, sao ai cũng mếu xệu khi chia động từ nhỉ? Đây có thể xem là sai lầm lớn nhất khi mà người Việt học tiếng Anh. Ngôn ngữ là sự biểu đạt của tư duy. Cách người Việt tư duy ngôn ngữ sẽ khác người Anh, nên cái sai ở đây là dạy tiếng Anh như là dạy tiếng Việt. Trong tiếng Việt, thứ tự tư duy khi bạn muốn biểu đạt điều gì sẽ là chủ từ, tôi, anh, chị, cô, chú, vân vân. Rồi tới túc từ, anh ấy, cô ta, chú kia, thầy này, vân vân. Cuối cùng mới là động từ, cầm, nắm, chạy, nhảy, vân vân. Từ đó ghép lại mới tạo thành biểu đạt. Đồng bào có nghe tôi rõ không? Nhưng tiếng Anh thì khác. Người Anh bắt đầu tư duy từ bản chất thời gian của sự việc, sau đó mới đến động từ, rồi chủ từ, túc từ. Nếu nghĩ theo hướng này, có thể hiểu vì sao danh xưng tiếng Anh không đa dạng như tiếng Việt. Nó là sự khác biệt trong thứ tự ưu tiên. Vậy nên, để sử dụng tiếng Anh tự nhiên hơn, việc đầu tiên bạn cần làm là nắm vững 12 thì và cách sử dụng. Biết dùng thì bạn đã có 50% điều bạn muốn biểu đạt rồi. Để biết nên chọn thì nào, hãy bắt đầu bằng cách trả lời 3 câu hỏi theo thứ tự về thời gian của hành động. Xảy ra khi nào? Có kéo dài không? Có đang diễn ra không? Ví dụ bạn muốn nói, biến đổi khí hậu đã diễn ra rõ rệt trong 20 năm qua. Xảy ra khi nào? Hiện tại. Có kéo dài không? Có, trong 20 năm mà. Có đang diễn ra không? Có luôn. Thì bạn cần là hiện tại hoàn thành, hoặc muốn nhấn mạnh tính liên tục thì bạn dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Câu bạn nói sẽ là Climate change has become clear in the last 20 years. Thay đổi tư duy là không dễ, nhưng bạn đã có ý thức được nó thì sẽ được thôi. Cách tư duy này càng có ích khi bạn phải sử dụng câu phức. Nó buộc bạn phải đánh giá các hành động trong câu diễn ra cùng lúc hay trước sau như thế nào. Khi đó, việc chọn thì để chia động từ sẽ dễ như là ăn bánh thôi. Hãy luôn bắt đầu bằng thì. Điều thứ hai, bố trí phòng bằng từ nối. Từ nối là yếu tố quan trọng để kết nối từ, cụm từ và vế. Nối từ thì sẽ ví dụ như thế này. I like Netflix and chills. Còn nối cụm từ thì sẽ như thế này. We all know a CEO who enjoys living in the mountain. Còn nối vế thì sẽ là Either we wait till COVID is stopped or we go now. Đó, từ nối được chia thành 3 nhóm lớn, sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. Đầu tiên, đó là coordination, and, but, or, nor, yet, vân vân. Loại thứ hai là subordination, đó là how, that, who, when, why, whose, which, because, cause, although, though, if, despite, nevertheless. Và loại thứ ba đó là correlation,
either or, neither nor, both. Nhóm 1 thì được dùng thường xuyên nhất vì nó quá là dễ đi. Nhóm thứ 2 thì ít được dùng hơn. Còn nhóm thứ 3 thì hầu như mình không thấy người Việt dùng. Đây là điều đáng tiếc, bởi vì sử dụng nhuần nhuyễn từ nối là cách để bạn biểu đạt rõ ý muốn hoặc là ý viết nhất. Nếu chỉ dựa vào các từ cơ bản như là and, or, but thì rất khó để bạn nói những ý phức tạp. Bạn thường phải dừng lại và nghĩ cách biểu đạt khác, còn người nghe thì thấy bạn cứ ấp úng mãi thôi. Để tập thói quen sử dụng từ nối, trước hết bạn cần nắm rõ ý nghĩa của mỗi từ, sau đó bắt đầu đọc tiếng Anh hội thoại nhiều hơn, tập trung vào cách mà người bản xứ dùng từ nối. Đừng cố gắng học tiếng Anh học thuật, bạn sẽ dễ nản lắm đấy. Khi mà đã có vốn rồi, bạn tập viết nhiều hơn bằng tiếng Anh, từ từ thay đổi and or but thành though, despite, nevertheless, however, vân vân. Càng dùng nhiều từ nối thì bạn sẽ càng tự tin. Tập nói cũng là một cách, nhưng mà khi nói, bạn có ít thời gian suy nghĩ nên là sẽ dễ mắc sai lầm hơn. Mà bạn thì sẽ muốn xây dựng đà tự tin cho chính mình đúng không? Sau khi bạn đã thuần thục hai điểm trên, đảm bảo là bạn có thể tự tin đọc, nghe và giao tiếp với người nước ngoài. Đó là vì bạn đã nắm vững cấu trúc câu để biểu đạt đúng và đủ ý. Nói không ngoa, bạn có thể hàn huyên với họ hàng tiếng đồng hồ ấy chứ. Bước thứ 3 đó là trang trí nhà bằng giới từ. Sau khi có cấu trúc câu vững chắc thì đây là lúc bạn cần đảm bảo diễn đạt ý hiệu quả. Và một yếu tố bạn không thể bỏ qua đó là giới từ, prepositions. Trong tiếng Anh, giới từ có hai loại chính là dạng đơn như là in, on, at và dạng phức như là because of, in spite of, apart from, v.v. Giới từ thì thường sử dụng theo hai cách, ở trước cái gì đó như là on the wall là trên tường, hoặc sau cái gì đó như là look at her hair, nhìn vào mái tóc của cô ấy đi. Giới từ thì luôn đi theo cụm phrase, bởi vì bản thân nó là từ vô nghĩa, nên nếu một ai đó vẫy tay gọi bạn và hét to in thì bạn sẽ chẳng hiểu gì phải không? Giới từ thì chỉ có nghĩa khi đứng trong một cụm cụ thể. Nếu bạn học vẹt nghĩa của giới từ như cách dạy truyền thống trước nay thì thường dẫn đến hai hậu quả. Thứ nhất là bạn không hiểu bản chất của mỗi giới từ. Thứ hai là bạn không hiểu khi nào thì nên dùng giới từ nào. Trong tiếng Anh có đến 150 giới từ khác nhau. Đây có thể xem là một trong những ngữ pháp khó nhằn nhất trong tiếng Anh. Một ví dụ điển hình như là cut across, cut back, cut down, cut in, cut out, cut off, cut over, vân vân vân. Đó là ác mộng của vô số người. Tất nhiên thì cái gì cũng có cách giải quyết. Phần tiếp theo là những đúc kết của mình về giới từ sau khi quan sát và tìm hiểu cách mà người bản xứ dùng giới từ. Có thể là chưa 100% chính xác, các bạn có thể góp ý thêm cho mình nha. Để sử dụng tốt giới từ, hãy bắt đầu bằng cách hiểu tư duy của người Anh đằng sau các giới từ đơn giản như là in, on, at, before. Giới từ thật ra là dùng để thể hiện mối quan hệ của sự vật, sự việc dưới cái nhìn của hình học không gian, nhớ nhá. Tại sao người Việt lại nói máy bay trên bầu trời, còn người Anh lại nói a plane in the sky? À, thì ra là với người Anh, bầu trời là một không gian và máy bay là một vật ở trong không gian đó. Cho nên, khi nói đến bản chất của giới từ, mình sẽ quy chúng về hình học không gian, điểm, mặt phẳng và không gian. Dưới đây là một số giới từ mà chúng ta vẫn thường hay sử dụng. In, nếu như nằm trong một không gian như là in the box, the car, the house, the ocean, v.v. Còn on thì là nằm trên một mặt phẳng, on the wall, the ceiling, the street, the beach, v.v. Còn at thì là nằm tại một điểm hoặc là một vị trí như là at 10 p.m., at the store, the moment, the end of the month, v.v. Over hay là under thì là nằm cao hơn hoặc là thấp hơn một điểm như là over 100 years ago, 200 kilometers, hoặc là một mặt phẳng như là over the board, the bed, the door, v.v. Còn với before và after thì là trước hay là sau một điểm thời gian như là before corona, after the storm, after he came, v.v. Còn for thì là dành cho một điểm cụ thể. Điểm ở đây có thể hiểu theo nghĩa rộng là dành cho một người, sự vật, sự việc, chủ đề, v.v. For the win,
for Chloe, for sure, vân vân. Còn off là sự biến mất của một điểm cụ thể, tương tự như for, nó cũng có thể hiểu theo nghĩa rộng như là I will be off tomorrow. She got off the train. Your opinion is off the topic. Với các giới từ đơn giản khác thì bạn hãy hệ thống lại và thử đánh giá nó dựa trên tư duy hình học không gian. Khi bạn đã hiểu bản chất của chúng thì sẽ không còn phải phân vân nên sử dụng giới từ nào. Quan trọng hơn là khi gặp giới từ dưới dạng trạng từ như là make over, give in, vân vân thì bạn sẽ bắt đầu hiểu vì sao từ đó lại được dùng như thế. Khi đó thì dùng giới từ nào sẽ đến với bạn một cách tự nhiên. Đó, các bạn thấy chưa? Từ nền đến cấu trúc, rồi điểm xuyết thêm. Bí quyết không có gì ghê gớm. Practice makes perfect. Chúc ác mộng sớm thành công tốt đẹp nhé. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Còn mình là Khánh Linh. Bye!